cái vòi xịt tăng áp nhà mình về nhé. Hàng về rất là nhiều này, đây vòi xịt tăng áp này. Bây giờ mình sẽ test thử cái vòi xịt tăng áp này cho khách xem này. Đây. Đấy, mình hướng dẫn cái cách lắp đặt nhé các bạn nhìn này. Các bạn nhìn mình hướng dẫn cái cách lắp đặt cái vòi xịt tăng áp này. Đây, chúng ta đúc vào đây. Đây, các bạn nhìn rõ chưa nhỉ? Đúc vào đây, đây và xoay thật chặt vào này. Đấy, các bạn xoay thật chặt giúp mình nhé. Mình sẽ test thử luôn để cho các bạn xem là cái độ mạnh của cái vòi tăng áp này như thế nào nhé. Mà cái vòi này thì cực kỳ rẻ luôn, rẻ rất rất rẻ. Bây giờ nhá, đấy, khi các bạn xong rồi này, bây giờ mình sẽ bật nước. Mình sẽ bật nước. Đây, các bạn nhìn cái độ mạnh chưa? Đấy, vòi có 3 cái độ nước này. Rất là xa luôn, đấy, các bạn nhìn thấy không? Cực xa này đây. Đấy, đây bạn nhỏ này. Đấy, đây. Chúng ta có thể chỉnh được nhá, dưới cây này, rửa xe này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa đấy. Đấy, vòi về rất nhiều nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa. Chúng ta có thể chỉnh xa hơn này. Chỉnh gần này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa. Dưới cây, đấy, nhìn thấy sai chưa. 40.000 ạ. Vâng, xa đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Dưới cây rửa xe. Dùng rất là tiện. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Vòi đang có bán tại cửa hàng Gia Dụng Hoa Ánh các bạn nhé. Đấy, mình sẽ trực tiếp cho các bạn xem đấy. Mình kết thúc video tại đây các bạn nha. Rất tiện.